Hello chào các bạn nha. Con này bữa nay mình mở bán các bạn. Lâu lắm rồi giới thiệu nó hoài nha. Con này thực sự nếu mà không quyết định không ôm cái lô này thì cho tới bây giờ thì cũng hơi tiếc tiếc nha các bạn. Không hối hận nhưng mà tiếc nha. Tại vì con này là lực kéo rất là khỏe. Con này các bạn nhìn thấy cổ góp không? Mới tinh nha. Đó, chưa mòn gì cả, mới tinh luôn, mới ken sà beng. Ở đây nó có cái này nó che lại nữa các bạn ha, mình mở lên á thì có thắng từ 24V. Con này hàng Trung Quốc, Đài Loan gì đó nha, chứ không phải hàng Nhật. Nhưng mà cơ bản con này nặng cỡ 14kg các bạn, 12-14kg gì đó. Con này bữa mình có làm một cái clip review hộp số này nè, Harmonic nha, 2 tầng nhông thép dày một khúc vậy nè. Con này phù hợp các bạn chế tời nha, chế tời. Hiện tại con này công suất nó là 300W nha. Đó, điện 110V. V đây là VDC các bạn. VDC nha. Thắng từ 24V. Ở đây mình test 24 cho các bạn coi nha. Test 24. Ở 24V thì các bạn thấy tốc độ nè. Ôi dạ. Tốc độ cỡ 40 vòng, 30-40 vòng một phút nha. Đó. 30-40 vòng. Con này cực kỳ khỏe luôn các bạn. Ở 24V thì các bạn chế tời kéo tầm 300kg thoải mái nha. 300kg thoải mái, 200-300 gì đó. Còn khách nào thực sự muốn khỏe hơn nữa thì lên điện áp cao hơn nha. Điện áp cao hơn. Ok, con này là mình bán thiệt tình. Đá nó mấy phát các bạn. Con này 1.400.000 không bao gồm phí ship nha, khách nào mua được thì liên hệ mình. 1.400.000 không bao gồm phí ship ha, cốt đã có 3 vết, có bát sẵn và về các bạn không cần phải chế cháo gì cả nha. Đó, có thang nằm thắng từ 24V. Con này chế tời tốt nha. Bản thân nó trong cái cụm máy các bạn là nó đang tời một cái hệ thống nha, nó kéo nguyên một cái hệ thống luôn. Qua cái trục này nè, kéo 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 quay quay ha. Ok, khách nào cần liên hệ nha.